Anh có cảm thấy là hài lòng khi mà em tư vấn cho anh một đôi bóng led trên chiếc xe Atit của anh không? Hài lòng em ạ. Anh thấy cực kỳ hài lòng luôn. Vâng. Đấy thì trước đây là cái bóng mà bóng halogen sợi đốt, nguyên bản của xe ấy thì nó chỉ sáng hơn cái xe máy một tí thôi. Đấy, cho nên là anh không thể nhìn thấy được khi mà ủ gà ủ vịt. Đấy, ủ gà ủ vịt với chướng ngại vật phía trước là anh không nhìn thấy. Đặc biệt là những cái trường hợp mà lái xe tốc độ cao nữa thì càng nguy hiểm. Đấy, anh lại là người bị cận nữa. Nên là cứ phải trương mắt lên để nhìn rất là mỏi. Mỏi đúng không? Đấy, và anh thấy là sau khi thay cái bóng LED X8 này vào ấy thì cái cường độ ánh sáng nó phải tăng phải 7 đến 8 lần so với cái đèn sợi đốt cũ của xe anh. Vâng. Đấy, và một điểm đặc biệt nữa là cái góc chiếu sáng này nó rất là rộng luôn. Đúng rồi. Đấy. Và chiếu nên sang hai bên. Anh sẽ rất là dễ dàng nhìn thấy các cái chướng ngại vật, các ổ gà ổ vịt nữa. Và cái chiếc xe Atit này của anh ấy thì nó có chế độ cốt và chế độ pha rời nhau, nên là em cũng tư vấn cho anh thêm một đôi bóng pha đây. Anh nhìn thấy cái chế độ pha không ạ? Rồi, cực xa luôn nha. Đấy, thì trước là cái xe nguyên bản này của anh thì nó cũng đã có cái chế độ pha và cốt rồi. Vâng. Tuy nhiên là chia sẻ với em là trong quá trình anh di chuyển ấy, mỗi cái lần mà mình đi trên đường mình xin vượt đấy thì nháy đèn thì những cái xe phía trước như là cũng không nhìn thấy cái tín hiệu. Và đặc nó biệt, yếu quá đúng không? Yếu quá. Và đặc biệt là những cái trường hợp mà những cái xe mà đi đối diện nó pha vào mắt mình ấy, rất là chói, không thấy gì. Mình cũng đã pha liên tục để hai bên là thể hiện cái ý thức văn minh giao thông là chúng ta cù pha xuống. Có thể người ta không nhìn thấy. Có thể yếu quá nên là chắc người ta không thấy, cho nên là đấy, nên là nhiều lúc mình thấy rất là nguy hiểm. Có lúc anh đã phải tấp xe vào lề và dừng lại luôn. Nó nguy hiểm quá. Cái này thì anh thấy là như này mà đá pha người khác không xuống chắc là cũng phải dừng lại. Quả pha này thì anh thấy là thế là cường độ ánh sáng mình không nói rồi, rất sáng rồi mà lại chiếu cực kỳ xa nữa, nên chắc chắn là sẽ rất là tự tin mà khi mà đi đường cao tốc. Đúng rồi, cao tốc này, rồi là trong trường hợp xin vượt này, rồi là đá pha để gọi là những cái ngược chiều này. Đấy, chắc chắn là mình sẽ lái xe nó an toàn hơn rất là nhiều. Và như em cũng có nói với anh ấy là thay cái bóng LED nguyên bản này, thời gian nó chỉ rơi tầm cả hai bên nhá, mà mất có 20 đến 30 phút. Đấy, đúng như lời hứa luôn. Đúng rồi, chiều nay thì sale anh em cũng tư vấn cho anh một tí ấy. Sau đấy thì lắp đặt thì cũng chưa uống xong cốc nước chè. Thì ra anh em đã bàn giao rồi, rất là nhanh luôn. Bởi vì bóng LED ấy là nó là cắm rắc zin, và có chân xe nào thì lắp chân xe đấy, cứ gọi là thay bóng halogen cắm zin nó rất là nhanh. Nhưng mà anh đang lăn tăn một chút. Vâng. Đấy là khi mà thay nâng cấp cái ánh sáng như thế này rồi thì nó có bị ảnh hưởng gì đến cái việc mà đi đăng kiểm không? Về đăng kiểm ấy thì là gì, mình không có thay đổi kết cấu cái hệ thống đèn nguyên bản, có nghĩa là nếu mà đăng bóng sợi đốt nhá mà mình thay cái quả bi to như này là không thể đăng kiểm được, nhưng mà mình thay bóng led đúng vào vị trí nguyên bản nên là cũng không sao anh ạ. Có nghĩa là trường hợp mà mình độ chế mình đục lung tung đấy, thì người ta sẽ không đảm bảo về an toàn nên là người ta sẽ không cho. Nhưng mà nếu mà thay bóng led thì quá yên tâm, không phải suy nghĩ rồi. Đấy, và cái mức giá thì anh thấy thế nào? Hiện tại thì cái phân khúc này đang là 90W. 90W. Nó sáng, sáng, siêu sáng. Thì trước thì anh thấy hình như là hãng đang giá ra đâu đấy 2,5 triệu. Và hình như đang được sale về hình như là hơn 1,8 triệu. Hình như 1,850 triệu đúng không? 1,850 triệu đang được sale trong đợt này, đang sale 1,850 triệu. Và bản thân anh thì thấy cái mức giá như thế, và đặc với mà sở hữu một cái sản phẩm mà có cái chất lượng ánh sáng như thế này thì càng thấy là nó quá hợp lý. Ok, hợp lý luôn. Đấy, và rất nhiều anh em có thể tiếp cận được. Và bây giờ đang là lúc 11 giờ đêm đấy, vì là anh không tin vào cái khả năng chiếu sáng khi mà thay cái đôi bóng halogen thành đôi bóng led, thì anh thấy giờ là ok rồi. Giờ thì gọi là quá thuyết phục rồi, quá ok luôn. Thế cảm ơn em rất là nhiều luôn. Về là ngủ ngon luôn nhá. Ngủ ngon luôn. Đấy, đã hỗ trợ và tư vấn cho anh rồi một quả bóng cực kỳ tuyệt vời mà mức giá là mức giá quá hợp lý. Cảm ơn em rất là nhiều nhá. Em cảm ơn anh.